Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word.
bạn, kính thưa các quý vị đại biểu, thì hôm nay thì theo cái lịch đã thống nhất giữa hai họ, hai gia đình, thì hôm nay đoàn nhà trai chúng tôi đã có mặt tại Hòa Nhà Rãi. Trước tiên tôi được xin phép đại diện cho đoàn Hòa Nhà Trai xin được giới thiệu thành phần của Hòa Nhà Trai hôm nay có mặt tại đây như sau. Trước tiên là xin trân trọng giới thiệu bà nội của chú rể. Bà nội của chú rể thì ngồi bên kia. Đây là mẹ chú rể. Ngoài ra thì có đầy đủ các cô dì, chú bác, cậu mợ, đầy đủ cả bên nội với bên ngoại. Và toàn thể cả các đồng chí trong đơn vị của cháu đã có mặt và dự đông đủ ngày hôm nay. Thế thì về phía Hòa Nhà Trai thì chúng tôi xin giới thiệu như thế. Sau đây nhường lời cho Hòa Nhà Gái để xin giới thiệu toàn thành phần Hòa Nhà Gái. Xin mời Hòa Nhà Gái. Kính thưa Hòa Nhà Trai, thì hôm nay là tôi đại diện cho Hòa Nhà Gái. Thì bên Nhà Trai có cô dâu xuống, tôi giới thiệu là bên Nhà Gái tôi có ba nội của cháu và bà trẻ của cháu, hai ba ngồi gần nhà đấy. Thế còn bên này là có ông bác của cháu và đâu mà có thì còn đây là trẻ của cháu đó. Đấy là bên nhà gái chúng tôi. Còn chúng tôi thì có tôi là bác của cháu và đây là chú đó. Đấy là bên họ nhà gái. Thế còn các cô về là bác của bố cháu. Trải qua một cái quá trình tìm hiểu rất là lâu dài giữa cháu Huy và cháu Hằng, hai cháu tỏ ra rất là tâm đầu ý hợp và quyết định tới hôn nhân. Cái điều tốt đẹp đó đã nhận được sự ủng hộ của hai cơ quan, hai họ, hai gia đình, và chúng ta đã thống nhất vào ngày lành tháng đẹp để làm tổ chức cái lễ ăn hỏi và lễ thành hôn cho hai cháu. Và cái ngày lành tháng đẹp đó đã đến vào ngày hôm nay. Thế thì thay mặt Hòa Nhà Trai chúng tôi là tôi xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe và lời trân trọng nhất tới toàn thể Hòa Nhà Gái cùng quý vị đại biểu. Kính thưa quý vị, thì hôm nay Hòa Nhà Trai chúng tôi có chuẩn bị một lễ vật mang ý nghĩa tượng trưng và theo phong tục của ông cha để lại, thì xin được tiến trình lên Hòa Nhà Gái cùng quý vị đại biểu có mặt đông đủ ngày hôm nay tại Hòa Nhà Gái chúng ta là trực giám và tiếp nhận lễ ăn hỏi của Hòa Nhà Trai chúng tôi. Thế và cũng qua được sự đồng ý của Hòa Nhà Gái thì từ hôm nay thì hai cháu là cháu Huy và cháu Hằng đã danh chính ngôn thuận là con cái của hai họ, hai gia đình. Thì hôm nay là có cái lễ gọi là lễ ăn hỏi, thì gia đình nhà trai chúng tôi xin được tiến trình lên Hòa Nhà Gái và cũng mong Hòa Nhà Gái là chứng giám và tiếp nhận cho cái lễ ăn hỏi của Hòa Nhà Trai chúng tôi. Và được sự đồng thuận đó thì được Hòa Nhà Trai chúng tôi sẽ cùng với Hòa Nhà Gái là chúng ta tiếp tục là cung cấp cho cái mối nhân duyên của hai cháu, làm sao cho các cháu là mãi mãi được hạnh phúc. Thì các cụ ta có câu là dâu hiền nên gái và trẻ hiền nên trai. Thì kính thưa các cụ, các ông các bà, bên Hòa Nhà Trai cũng như bên Hòa Nhà Gái, qua thời gian hai cháu Huy và cháu Hằng tìm hiểu, được sự đồng ý của hai cháu cũng như là được sự đồng ý của hai bên gia đình, hôm nay trên Hòa Nhà Trai có mang lễ vật xuống để diễn báo cho gia đình Hòa Nhà Gái. Tôi nhận mặt cho Hòa Nhà Gái chi nhận lễ nghi này và để diễn báo đến tổ tiên và cũng như là diễn báo cho anh em đồng ngoại. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay, kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết, sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau, đình đám. Duyên thắm duyên nồng,
thuyền đã sang sông, đậu bến thuyền hương đang bình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phải ua miếng trầu miếng cầu. Ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay miếng trầu miếng cầu. Ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên, ngày nay ngày nay. Trong tiếng ca người làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già nuôi trông trẻ đùa sớm dưới, run run môi cười như thuở còn đôi mươi. Em ơi quan họ quan trên sông con đò, khoang ư khoang hò em về chăm lo, biết nhà thấm lũ buôn vương cả nếp xưa. Em ơi quan họ quan lúa chín tô mồi, bao ê chè tới mùa đơm bông, khơi ngàn lối sông gặp nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai, tiếng họ chơi vơi thì chẳng ngả lá lơi, đêm khuya rộn ràng bao tiếng chảy buông lơi. Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông Hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên.
tôi xin chúc cho đàn bà. Nè anh Tám xin mời anh một chén. Nè 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 cô Sáu cùng ly ta rôm nè. Cái riêng ly này tôi chúc giao tân lang. Cái thêm ly này tôi chúc gái dài nhân. Chúc hết làng ta đều ăn Tết rần rần. Gì đó em? Em nói tới đây em nói mà nghe đi nè. À đây, anh đây, nói gì thì nói đi. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Con đi trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý. Chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô cô thấy có con lợn quay. Xôi đầy mâm, câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi,
xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Anh ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Chuyện chúng mình cùng tính sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Yêu sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phụ dê. Còn trong đời bạn bè dăm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đây đó bóng phương, đưa đầu nó giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Đông rồi quá mau, ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Giang quê hương vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Yêu sang nhà vang tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phụ dê. Còn trong đời bạn bè dẫm tên, bạn ngoài xa đã xa thiệt rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không được mời. Đường chim trời đây đó bóng phương, đưa đầu non giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin, rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình dâng ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi quá mau. Ngày vui đến gần như nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu ngắm trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa trang chuyện tình đôi mình.
đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau, dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Đèn trăng treo tút trên cao, ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón, bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mắt chẳng thành, ôi gió mắt chẳng thành, dù tình ta sống dù con thuyền tình. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ôi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, được tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Phải chi tôi được làm chú rể, càng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Kỳ màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lòng mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi xôn ghê có ban nhạc ca rước dâu về nhà.
xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng nổ những tràng pháo tay thật để ngay sau đây chương trình đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ chú rể Khuất Huy, cô dâu Cao Hằng xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chú rể Khuất Huy, cô dâu Cao Hằng được kết duyên tơ hồng, đám cưới nên vợ nên chồng nay đã thành hiện thực. Hiện thực đó là tâm nguyện của hai bên gia đình con viên bốn họ và cũng là ý nguyện của toàn thể quý vị đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay để cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Và ngay sau đây, những nghi thức đầu tiên trong đại lễ thành hôn để chính thức gắn kết đôi bạn trẻ của chúng ta nên vợ nên chồng trở về chung một mái ấm gia đình, đó chính là những lời giới thiệu cũng như những lời chào dâu nhận rể của các ông bà đại diện cho hai bên gia đình. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời giới thiệu, những lời phát biểu chào dâu của ông Xuân Kỳ, đại diện cho đại gia đình họ nhà gái. Xin được trân trọng kính mời ông. Hôm nay qua thời gian đã cháu Hằng và cháu Huy tìm hiểu được sự đồng ý của hai cháu cũng như của hai bên gia đình và chính quyền địa phương, hôm nay là hai gia đình chúng tôi làm lễ thành hôn cho hai cháu Huy và cháu Hằng. Tôi thay mặt cho họ nhà gái là có lễ để giao cháu Hằng về làm dâu con các cụ các ông các bà trên gia đình họ nhà gái. Thế tôi cũng thay mặt cho họ nhà gái là xin cho ông chủ nhà họ nhà tham gia lễ này của chúng tôi. Thưa các cụ, các bà, các cô, các anh chị của hai gia đình, bạn bè thân thiết của hai cháu Huy và Hằng, trải qua một quá trình tìm hiểu tương đối là dài, hai cháu Huy Hằng tỏ ra rất tâm đầu ý hợp và quyết định đi tới hôn nhân. Cái điều tốt đẹp đó đã nhận được sự ủng hộ của hai cơ quan, hai họ, hai gia đình. Chúng ta chọn ngày càng tốt để làm lễ thành hôn cho cháu và ngày càng tốt đó đã đến là hôm nay. Về phía gia đình nhà chúng tôi thì trước tiên là rất là phấn khởi, rất là vui được nhận cái lễ giao dâu của họ nhà gái, và tôi cũng xin đại diện cho họ nhà trai xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các cô, các anh chị, các bạn bè thân thiết của hai gia đình, của hai cháu đã đến dự lễ thành hôn của hai cháu Huy và Hằng. Xin kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý khách xơi chầu uống nước. Xin mời chân thành cảm ơn. Vâng, và ngay sau đây thì xin mời hai ông hãy khởi xướng đứng dậy và cùng trao nhau một cái bắt tay thật chặt thể hiện tình cảm không già giữa hai bên gia đình. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và đã được sự nhất trí giữa hai bên gia đình của những lời phát biểu của các ông bà đại diện cho hai bên gia đình. Ngay sau đây, đôi bạn trẻ của chúng ta, chú rể Khuất Huy, cô dâu Cao Hằng sẽ di chuyển vào phía bên trong và dưới sự hướng dẫn của đại gia đình họ nhà trai, đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ làm lễ gia tiên. Quý vị hãy cùng nổ những tràng pháo tay thật lớn cho đôi bạn trẻ. Xin mời! Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay. Vị thân mến, từ ngàn xưa đến tận bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là câu chuyện dài với rất nhiều diễn tiến đầy cảm xúc và vô vàn màu sắc khác nhau. Nhưng có một điểm chung là khi bước vào cuộc yêu, khi đôi trái tim đã hòa cùng một nhịp, thì những đôi uyên ương luôn muốn gắn kết nhau trong một mái ấm gia đình để nguyện mãi như chim liền cánh.
như cây liền cành. Và ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Và không để mất thời gian của quý vị lâu hơn nữa, xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng những ánh nhìn lên sân khấu để cùng chào đón hai gương mặt đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày vui hôm nay. Xin mời chú rể Khuất Huy, cô dâu Cao Hằng, xin mời. Tay chung tay, đôi bạn trẻ của chúng ta đang dắt nhau trên con đường đến bến bờ hạnh phúc, chắc chắn một tương lai tươi sáng, một mái ấm nhà chung mà bấy lâu nay đã từng mong đợi sẽ thành hiện thực. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trên sân khấu lúc này đây, hai gương mặt đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày vui hôm nay, chú rể Khuất Huy, cô dâu Cao Hằng xin được cúi chào diện kiến tới toàn thể quý vị. Thành phố thật ý nghĩa khi thấy em cười. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay sau đây, dưới sự chứng giám của đất trời và sự chứng kiến của toàn thể quý vị, đôi bạn trẻ của chúng ta sẽ chính thức nên vợ nên chồng qua hình ảnh cặp nhẫn hợp hôn. Và ngay sau đây, xin mời đôi bạn trẻ của chúng ta hãy quay mặt về phía nhau ạ. Dạ vâng ạ, chú rể đã sẵn sàng chuẩn bị đây rồi ạ. Và ngay sau đây, quý vị hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn để xin mời chú rể Khuất Huy hãy trao cho người vợ thân yêu của mình cặp nhẫn hợp hôn, xin mời. Toàn thể quý vị thân mến, kể từ giờ phút này đây, đôi bạn trẻ của chúng ta đã chính thức nên vợ nên chồng. Xin được chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau, sớm sinh được quý tử đầu lòng để cho các ông bà hai bên có cháu nội cháu ngoại để được bồng được bế, và chúc cho tình cảm thông gia giữa hai bên gia đình luôn gắn bó bền chặt, dành cho con cái thân yêu của mình những tình cảm tốt đẹp nhất. Quý vị hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa. Và ngay sau đây, trong thời khắc thiêng liêng này, thì chú rể Khuất Huy sẽ dành tặng cho người vợ thân yêu của mình một món quà hết sức ý nghĩa. Quý vị có đoán được là điều gì không ạ? Dạ vâng ạ. Và ngay sau đây, xin mời chú rể Khuất Huy hãy dành tặng cho người vợ thân yêu của mình, cô dâu Cao Hằng, một nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Xin mời đôi bạn trẻ hãy quay mặt về phía nhau. Tay của chú rể hãy đặt ở bờ eo mềm mại của cô dâu. Tay cô dâu hãy đặt nên bờ vai vững chắc của chú rể. Tuấn Đạt sẽ làm cầu nối đếm từ 1 đến 3. Chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn. Tràng pháo tay của toàn thể quý vị dừng ở đâu, nụ hôn kết thúc ở đó. Quý vị đã sẵn sàng chưa? Đôi vợ chồng sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị. Và ngay sau đây, để thêm phần thi vị hơn nữa trong đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ, xin mời đôi vợ chồng trẻ hãy tay chung tay cùng di chuyển sang bên phía tay trái của sân khấu để cùng tay chung tay cắt những tầng bánh ngọt ngào trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Em chúng ta đang cắt những tầng bánh ngọt ngào, tầng bánh từ dưới lên. Các bạn hãy cắt từ dưới lên ạ. Tầng bánh đầu tiên, đây là tình cảm của đôi vợ chồng trẻ muốn dành tặng tới toàn thể quý vị đã không quản đường xá xa xôi, mất chút thời gian và ngọc về dự đại lễ thành hôn của đôi bạn trẻ. Và tầng bánh thứ hai ạ. Tầng bánh thứ hai, đây là tình cảm của đôi vợ chồng trẻ muốn gửi tặng tới. Chúng con xin được cảm ơn tình cảm của cha mẹ hai bên đã dành tặng cho chúng con rất nhiều. Và tầng bánh trên cùng, tầng bánh trên cùng, đây là tình cảm của đôi bạn trẻ sẽ cùng tay chung tay chiêng ngọt xẻ bùi, cùng vun đắp một mái ấm gia đình mà bấy lâu nay đã từng mong đợi. Quý vị hãy nổ những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa đi ạ. Và ngay sau đây, xin mời đôi vợ chồng trẻ hãy di chuyển sang bên phía tay phải của sân khấu để cùng tay chung tay khui những dòng champagne ngọt ngào khai tịch trong ngày vui hôm nay. Xin mời. Những vòng xoáy đầu tiên ạ. Tay cái của chú rể ạ, ngón tay của chú rể hãy đặt ở nút chai và lắc chai rất mạnh. Vâng ạ. Tôi đã chưa kịp nói là tiếng nổ càng to thì hạnh phúc càng đông đầy. Chai champagne đã được nổ rồi. Xin mời đôi vợ chồng trẻ hãy tay chung tay rót những dòng champagne ngọt ngào trên tháp ly ngày hôm nay. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, rượu được ví như nước và mật ngọt. Nước là để tưới tắm cho tình yêu, còn mật ngọt là những thi vị trong cuộc sống sau này của đôi bạn trẻ. Xin được chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau. Come on.
Vâng, chú rể hãy lắc chai champagne thật mạnh lên đi ạ. Vâng, và chai champagne này trước khi rót lên tháp ly phía trên, đôi vợ chồng trẻ hãy rót xuống hai ly phía dưới. Tay chung tay, đôi bạn trẻ hãy tiếp tục rót chai champagne lên phía tháp ly. Vâng quý vị, hãy nổ chúng ta vào tay thật lớn hơn nữa đi ạ. Và xin mời đôi vợ chồng trẻ hãy nâng hai ly rượu và chúng ta hãy cùng di chuyển ra phía giữa sân khấu. Và ngay bây giờ, dưới sự chứng giám đất trời cũng như sự chứng kiến của toàn thể quý vị, đôi vợ chồng trẻ sẽ tay đan tay uống ly rượu sao bôi ngọt ngào. Xin mời. Vâng, xin được chúc mừng đôi vợ chồng trẻ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, vừa rồi toàn thể quý vị đã vừa chứng kiến những giây phút hết sức trang trọng và ngọt ngào của đôi bạn trẻ trong đại lễ thành hôn ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, thật quả đúng là nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con để có được những phút giây hạnh phúc vô bờ bến như ngày hôm nay. Đó chính là nhờ vào công ơn trời biển của các đấng sinh thành dưỡng dục, họ đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn cho đôi bạn trẻ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và trong ngày vui hôm nay thì ngay sau đây xin được trân trọng kính mời bà Ngát là tân sinh của chú rể Quốc Huy sẽ di chuyển lên sân khấu để dành tặng cho hai con thân yêu của mình một chút quà nhỏ. Xin được trân trọng kính mời bạn. Xin được thay lời cho cô dâu và chú rể, chúng con xin được cảm ơn tình cảm của mẹ rất nhiều, và chúng con sẽ hứa sẽ biết bảo ban cùng vun đắp một mái ấm gia đình mộc. Và mẹ hãy lưu lại sân khấu để cùng hai con thân yêu của mình chụp những bức hình lưu niệm trong ngày vui hôm nay. Nắng rồi đêm vui đi ngày đang cười, đất với trời bắt tay nói câu chào nhau. Dẫu tương ta đôi vui lần đầu rồi, đã yêu rồi sẽ yêu em trong
đang bước trên con đường mới, từ nay trong